trời sáng. Bản chân đang cầu dân cầu người. Sáng sớm 5 giờ là chạy đi ra cầu 13 quay chợ Cá Đồng. Thấy dịp đi đi quay dở dến luôn. Thì đang chạy qua cầu Cây Me. Bự quá, nhỏ quá.
chuyển. Là cầu 13 kiếm miếng cơm ăn cơm cái đó, nãy chạy vô trong chỗ ấy dến chứ đi dở dến tới 9-10 giờ mới vô bờ. Gần 6 ngày.